Chương trình hôm nay gồm có Ukraine có thể bắn hạ phi cơ trong không phận Nga bằng Patriot của Đức, Kyiv tiêu diệt hai xe bọc thép Nga bằng xe quân sự Bradley, Mỹ, quan tài có dòng chữ lính Pháp ở Ukraine bị bỏ lại gần tháp Eiffel, chi tiêu nhà ở ăn mòn thu nhập của người dân châu Âu, cựu Tổng thống Trump bắt đầu dùng TikTok, Indonesia thử nghiệm taxi bay tại thủ đô mới Nusantara, Triều Tiên tuyên bố ngừng thả bóng bay mang rác sang Hàn Quốc, bắt 5 người Trung Quốc lừa đảo hơn 16.000 thiết bị của Apple. Tất cả đều có trong bản tin chiều hôm nay. Thủy Miên xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với bản tin tổng hợp của kênh 60 giây tinh hoa. Kính chúc quý vị mọi điều tốt lành. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi các bản tin. Thưa quý vị, liên quan đến việc Berlin cho phép sử dụng vũ khí của Đức để tấn công lãnh thổ Nga, kênh truyền hình quốc gia của Đức Tagesschau tuyên bố của người đứng đầu nhóm điều phối viện trợ cho Ukraine thuộc Bộ Quốc phòng Đức, Thiếu tướng Christian Freuding cho biết về lý thuyết Ukraine có thể bắn hạ phi cơ quân sự trong không phận Nga bằng hệ thống hỏa tiễn Patriot của Đức. Tướng Đức nói, rất có khả năng các hệ thống Patriot giờ đây cũng sẽ được sử dụng dùng ở khu vực Kharkiv. Chúng rất hiệu quả trong việc chống lại lực lượng phòng không Nga thường hay sử dụng bom dẫn đường trên không. Tuy nhiên, theo ông Freuding, việc sử dụng hệ thống phòng không Patriot như vậy là trách nhiệm của quân đội Ukraine. Freuding nhấn mạnh có thể triển khai chúng trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Chúng tôi rất tin tưởng rằng người Ukraine sẽ không chỉ tuân thủ quy ước này, mà còn thực hiện với kỹ năng chiến thuật tuyệt vời và họ sẽ thành công. Trước đó, theo ABC Ukraine, Đức đã chuyển giao hai hệ thống phòng không Patriot của mình cho Ukraine. Bên cạnh đó, một hệ thống khác đang trong quá trình chuyển giao. Cập nhật tin tức từ phía Nga. Ở một diễn biến khác, nước này tuyên bố vừa bắn rơi hai phi cơ chiến đấu MiG-29 của Ukraine trong một ngày. Theo Newsweek, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua mùng 2 tháng 6 cho biết, lực lượng của họ đã bắn hạ hai phi cơ chiến đấu MiG-29 của Ukraine trong ngày hôm qua, ngay sau khi Kyiv báo cáo một loạt tổn thất phi cơ của đối phương trên bầu trời Ukraine. Chính phủ Nga tuyên bố, hai phi cơ phản lực Ukraine đã bị hệ thống phòng không bắn hạ, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trong số liệu cập nhật Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết, Ukraine đã mất tổng cộng 609 phi cơ, cũng như 274 phi cơ trực thăng kể từ tháng 2 năm 2022. Newsweek không thể xác minh độc lập các báo cáo của Nga mà đã liên hệ với quân đội Ukraine để yêu cầu bình luận qua email. Trước đó vào ngày 1 tháng 6, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng nói rằng 9 phi cơ phản lực của Nga đã bị phá hủy trong tháng 5 vừa qua. Kyiv, giống như Moscow, đã nhắm mục tiêu vào các tài sản có giá trị cao của đối phương. Theo Newsweek, các báo cáo của quân đội và truyền thông Ukraine cũng như các nguồn tin của Nga hồi giữa tháng 5 cho rằng Nga đã mất một số phi cơ trên bầu trời Ukraine. Lữ đoàn cơ giới số 110 của Ukraine hoạt động ở đông đất nước được các quan chức Ukraine ghi nhận là đã bắn hạ một số phi cơ phản lực Su-25 của Nga trong suốt tháng 5 ở khu vực Donetsk, nơi giao tranh vẫn bùng nổ bất chấp nỗ lực mới của Nga ở khu vực đông bắc Kharkiv. Newsweek dẫn nguồn tin từ lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, tính đến sáng qua theo giờ địa phương, Nga đã mất tổng cộng 357 phi cơ kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tổng lực. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hôm qua mùng 2 tháng 6 rằng phương tiện chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ tài trợ do Lữ đoàn cơ giới số 47 điều hành đã hạ gục hai xe chở quân bánh lốp của Nga. Đồng thời, Bộ chia sẻ đoạn phim cho thấy hai phương tiện này bị tấn công khi chúng di chuyển qua một bãi đất trống. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh giao tranh dữ dội ở tiền tuyến phía đông Ukraine. Video cho thấy một số binh sĩ đã lao ra khỏi xe sau vụ nổ và ngã xuống đất khi bị trúng đạn. Một đoạn clip sau đó dường như được quay lại từ một UAV cho thấy một trong những chiếc APC đang bốc cháy. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, ngũ giác đài đã cung cấp cho lực lượng Ukraine hơn 300 chiếc Bradley. Xe Bradley có hỏa lực được cung cấp bởi pháo 25mm, súng máy đồng trục 7,62mm và bệ phóng hỏa tiễn chống tăng thầu, dùng để nhắm vào các đoàn xe bọc thép của Nga. Newsweek không thể xác minh độc lập đoạn phim và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Thưa quý vị,
năm chiếc quan tài phủ quốc kỳ Pháp với dòng chữ lính Pháp ở Ukraine đã được tìm thấy ở khu vực gần tháp Eiffel tại thủ đô Paris của Pháp. Cảnh sát đã bắt giữ 3 người liên quan đến vụ việc. Theo AFP, khoảng 9 giờ ngày 1 tháng 6 theo giờ địa phương, có 3 người đã đặt 5 chiếc quan tài cỡ lớn tại khu vực bảo tàng Quai Branly ở Paris, gần chân tháp Eiffel. Một nguồn tin nói với AFP rằng bên trong những chiếc quan tài này có chứa thạch cao. Tài xế xe tải vận chuyển quan tài đã bị bắt gần đó. Người này khai với cảnh sát Paris rằng anh ta đã được trả 40 euro để trả hai người và hàng hóa của họ. Theo AFP, tài xế này đã đến từ Bulgaria vào đêm hôm trước. Sau đó, hai nghi phạm khác đã bị bắt giữ tại bến xe buýt Bercy của Paris, nơi họ chuẩn bị đi xe buýt tới Berlin. Trong đó, một nghi phạm là người Ukraine, người còn lại là công dân Đức. AFP cho biết động cơ của những người này không rõ ràng, nhưng dòng chữ trên những chiếc quan tài có thể đề cập đến các cuộc thảo luận liên quan đến khả năng gửi quân đội phương Tây đến Ukraine do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng. Trước đó, giới chức Pháp nhiều lần bác bỏ tin tức từ Điện Kremlin cho rằng lính đánh thuê Pháp đang chiến đấu ở Ukraine. Thưa quý vị, cơ hội sở hữu nhà ở trở nên khó khăn hơn khi chi tiêu cho nhà ở chiếm gần 1/4 thu nhập của người dân ở một số quốc gia châu Âu. Một cuộc thăm dò gần đây của Euronews cho thấy, cuộc chiến chống giá cả tăng cao là vấn đề lớn nhất đối với cử tri trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sắp tới, với 68% người được hỏi coi đây là ưu tiên hàng đầu. Tại châu Âu, người dân Phần Lan chi tiêu nhiều nhất cho nhà ở, theo sau là người Anh. Cơ quan nghiên cứu của Anh nhận thấy người dân Phần Lan chi hết 24% tổng chi tiêu cho nhà ở, cao hơn nhiều so với mức trung bình 15% của châu Âu. Ở châu Âu, giá nhà tăng cao nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, cao gấp 12 lần so với 9 năm trước. Theo sau là Hungary, nơi giá cả cao hơn 166% so với năm 2015. Đặt nhà ở tại Istanbul vào thế cạnh tranh gay gắt với Paris và London nổi tiếng với sự đắt đỏ. Giá nhà và tiền thuê nhà tăng cao, phần lớn do nhu cầu ngày càng tăng của người mua nước ngoài và kinh tế tiếp tục tăng trưởng, khiến người Hy Lạp đang gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận và sở hữu bất động sản. Cuộc thăm dò của Euronews cũng cho thấy mức tiêu thụ nhà ở của Ba Lan cao nhất, tiếp theo là Hy Lạp và Cộng hòa Séc. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump, người từng cố gắng cấm TikTok tại Mỹ khi còn đương nhiệm, đã vừa mở tài khoản và bắt đầu sử dụng ứng dụng này. Ông Trump tham gia TikTok vào đêm 1 tháng 6 với tài khoản Reels Donald Trump. Tính đến 15 giờ ngày 2 tháng 6, tài khoản này đã thu hút hơn 450.000 lượt theo dõi. Video đầu tiên trên tài khoản dài 13 giây dường như được quay tại một sự kiện của công ty giải trí võ thuật hỗn hợp Ultimate Fighting Championship UFC ở Newark, bang New Jersey ngày 1 tháng 6. Chủ tịch UFC Dana White xuất hiện cùng cựu Tổng thống. Ông White nói, cựu Tổng thống đã tham gia TikTok. Ông Trump đáp lại, thật là vinh dự. Hành động này được cho là nỗ lực của ông Trump nhằm tiếp cận cử tri trẻ tiềm năng trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm nay. Đối thủ của ông là Tổng thống Joe Biden cũng đã tham gia TikTok hồi tháng 2. Một cố vấn trong chiến dịch tranh cử của ông Trump nói, chiến dịch đang diễn ra trên mọi mặt trận, có thể tiếp cận nhiều nền tảng và hãng tin là điều quan trọng. Đây là một trong những cách chúng tôi tiếp cận cử tri. TikTok nghiêng về đối tượng là người trẻ tuổi. TikTok đang là vấn đề thu hút sự chú ý tại Hoa Kỳ. Tổng thống Biden cuối tháng 4 đã ký ban hành đạo luật sẽ buộc TikTok cắt quan hệ với ByteDance, công ty mẹ của TikTok ở Trung Quốc, nếu không sẽ bị cấm ở nước này. Thưa quý vị, chính quyền Indonesia dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm dịch vụ taxi bay vào tháng 7 tới. Đây được coi là phương tiện vận chuyển trong tương lai của thủ đô mới ở đông Kalimantan. Các loại taxi bay cá nhân do Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc và công ty Hyundai Motor phối hợp sản xuất. Dự kiến taxi bay sẽ được giới thiệu trong buổi lễ kỷ niệm ngày độc lập tại Nusantara vào ngày 17 tháng 8. Người đứng đầu cơ quan quản lý IKN Bambang Sansantono cho biết việc lắp ráp sẽ bắt đầu vào đầu tháng 6 và sẽ được thử nghiệm trong một tháng. Trước đó, hồi đầu năm 2022, cơ quan quản lý IKN và Hyundai đã ký biên bản ghi nhớ về phát triển hệ sinh thái vận tải hàng không tiên tiến ở Indonesia. Taxi bay của Hyundai có sức chứa 5 người, lớn hơn so với một mẫu tương tự được Air Hang có trụ sở tại Trung Quốc thử nghiệm vào năm ngoái, chỉ chở được 2 người. Taxi bay của Hàn Quốc cũng có tốc độ tối đa cao hơn, phạm vi bay xa hơn và sử dụng pin làm nguồn năng lượng chính, do đó thân thiện hơn với môi trường.
Pin có thể duy trì trong quãng đường tới 100 km trong một chuyến bay với tốc độ tối đa 200 km/h. Điều này cũng phù hợp với chủ trương của chính phủ Indonesia yêu cầu tất cả các phương tiện phải chạy bằng hydro tại thủ đô mới sau năm 2040. Với mục tiêu trước mắt là 50% phương tiện đạt mục tiêu này vào năm 2035. Thưa quý vị, hãng Yonhap ngày 2 tháng 6 đưa tin Triều Tiên sẽ ngừng thả bóng bay chứa rác qua biên giới Hàn Quốc, dù cảnh báo sẽ tiếp tục nếu Seoul tiếp tục giải tờ rơi. Trong tuyên bố được KCNA đăng tải, Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Kang-in xác nhận Bình Nhưỡng đã thả 3.500 bóng bay chứa 15 tấn giấy vụn sang Hàn Quốc hồi tuần trước. Ông Kim Kang-in cho biết, nếu Hàn Quốc tiếp tục giải tờ rơi, Triều Tiên sẽ đáp trả bằng bóng bay chứa rác gấp 100 lần số lượng tờ rơi của Hàn Quốc. Một số nhà hoạt động tại Hàn Quốc nhiều lần thả bóng bay chứa tờ rơi, đôi khi là tiền mặt, thực phẩm hoặc ổ đĩa USB chứa các bộ phim truyền hình và video ca nhạc Hàn Quốc. Triều Tiên tuần trước gọi bóng bay chứa rác là món quà chân thành để đáp trả hoạt động giải tờ rơi. Ông Kim Kang-in nói, chúng tôi đã khiến Hàn Quốc trải nghiệm đủ những phiền toái và cho thấy phải vất vả thế nào để xử lý những mảnh giấy rác vương vãi đó. Quân đội Hàn Quốc thông báo có hơn 700 bóng bay được Triều Tiên thả vào nước này trong ngày 2 tháng 6. Những bóng bay chứa phân, giấy vụn và các loại rác thải khác. Vào đầu ngày 2 tháng 6, giới chức Hàn Quốc cho biết sẽ đáp trả hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng. Giới chuyên gia dự đoán Seoul có thể phát loa tuyên truyền dọc theo biên giới để trả đũa. Biện pháp mà Hàn Quốc đã dừng sử dụng từ sau thượng đỉnh hai nước vào năm 2018. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mới đây cho biết 5 công dân Trung Quốc sống ở California đã bị buộc tội lập kế hoạch và thực hiện một vụ lừa đảo quy mô lớn, bao gồm việc lừa đảo trả lại hơn 10.000 chiếc iPhone và iPad giả cùng với các sản phẩm khác của Apple, gây thiệt hại cho Apple ít nhất 12,3 triệu đô la. 5 người phải đối mặt với cáo buộc liên bang sau khi bị bắt hôm 30 tháng 5. Đại bồi thẩm đoàn liên bang đã đưa ra bản cáo trạng gồm 22 cáo buộc truy tố đối với 5 người vào ngày 23 tháng 5. Bản cáo trạng đã được công bố vào ngày 31 tháng 5. Tất cả đều bị buộc tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường điện thoại và lừa đảo qua thư, âm mưu buôn bán hàng giả. Công tố viên Mỹ Martin Estrada cho biết, các bị cáo buộc lợi dụng chính sách dịch vụ khách hàng của Apple để đánh cắp hàng hóa trị giá hơn 12 triệu đô la. Mỹ chắc chắn sẽ sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để vạch trần và truy tố những kẻ có hành vi lừa đảo. Ông Tyler Hatcher, người phụ trách đặc biệt về điều tra hình sự của văn phòng Los Angeles cho biết thêm, các bị cáo buộc đã cố gắng đưa ra hơn 16.000 thiết bị lừa đảo vào dòng sản phẩm của Apple với mục đích tráo đổi sản phẩm giả, lấy thiết bị chính hãng để bán kiếm lời. Nếu bị kết án về mọi tội danh, các bị cáo sẽ phải đối mặt với mức án ít nhất 30 năm tù. Kính thưa quý vị, chuyên mục tin tổng hợp của kênh 60 giây tinh hoa đến đây đã kết thúc. Kính chúc quý vị và gia đình sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.